Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Elora nha các bạn. Elora DS phiên bản mới nhất hiện nay. Mới mượn được cái hạt của ông top 1 server và đang vào review sẵn up video cho anh em xem luôn. Đây tướng max level 6900 và 35 sao các bạn ơi. Wow, trang bị thái sơ đầu khôi hả? Top 1 luôn nha các bạn. Đó. Ý, tính ra cái bộ của con này ngon hơn. Đã tới 13 12 sao lận. Con này có 19 sao à. Này Elora gì Elizabeth nè. Ồ, Elizabeth cũng 35 sao. Level 6900 nha các bạn. Đó. Và đây là Surya. Đó, tướng này hệ tiên cũng mới luôn nha các bạn. Level 6900 và 35 sao. Wow. 35 sao Amateur Rusa gì Rasu nè, 6900 luôn, cũng hệ tiên. Long nữ tướng mới luôn, 35 sao. Đó, 6900. Đây. À, con mạnh bà mới nhất hiện nay 35 sao, level 6900. Wow, còn là VIP không? Bàn gỗ này ha. Rồi tướng trang bị 18 sao rồi. Và cũng tướng thì 35 sao. Level 6900. Wow. Còn là hàng hot limited đồ không ha? Mặc vô, đây có đá không? À đây có mấy cái gì đá cùi rồi à. À hàng chi con này không được ra trận các bạn ơi. Mới tiếc ha. Cũng max sao và max level nha. Nhưng mà đồ trang bị thì đồ 8 sao đồ này nọ thôi. Bàn cổ này, bàn cổ hệ ám 35 sao luôn. Ok. Wow, đội hình top 1 đấy. Đây, lên chụp vài tấm rồi. Con hit, con Hera này gơi ạ. À, Hera này là tướng, hình như là tướng cũ hả ta? Đúng rồi, hình như tướng cũ mà nó có cái skin luôn. Con này đang mặc skin nè. Elizabeth cũng là tướng cũ. Đây, còn Surya là tướng mới nè. Đó. Rồi Amateur là cũng tướng mới nè. Long nữ thì nhìn là biết tướng mới rồi. Mạnh bà. Ủa sao ạc này không có con tắc nhâm hả? Ạc này mà có con tắc nhâm nữa là ngon nha các bạn. Ok man, tắc nhâm đâu ta? Mạnh bà đây. Cái con tắc nhâm nó nằm đâu rồi? Đây, tắc nhâm nè hả? Tắc nhâm không có nâng. À, ok. Rồi đây top nè. Đây. Top 1 nè. Đây top 1. Đây là 9 bàn. Đó, top 2. Đó, chưa mát. Top 3. Top 3 là được 2 con. Gây thiệt chứ, vô đấu trường test cho nó lẹ nha. Đấu trường đánh thì hơi lâu. Đó, đâu rồi, top 2. Không thấy ông top 2 đâu cả. À, bỏ qua trận đấu hả? Đây. Mình là 909. Ủa có. Không phải. Đi kiếm ông top 2 nằm đâu ta? Ok. Đánh tí là chúng ta sẽ thấy được ông top 2 thôi. Ủa. À đây. Đó. Nhân 3 thôi ha. Nhân 2 thôi cho dễ coi. Đó. Nhanh dữ trời. Trời ơi, đúng là top 1, đánh mấy thằng kia là cái 1 luôn. Rồi vậy sao tìm được top 2 ta? Tiếp hạng thử thách. Bạn bè, đúng rồi, vô bạn bè kiếm. Ôi, ông top 2 không có trong danh sách bạn bè luôn hả? Ây dồ. Ủa mình vô đây mình test ông top 2 được không ta? Xóa tay nè, đây. Đó.
Wow, top 2 chơi à, tướng cũ à. À, tướng này tướng cũ nè, có bàn cổ là mới nè, Surrier nè, còn này là ngộ không nè các bạn, cái con này đó ngộ không lên nè, đó, ok, đó, Bangu, rồi cũng Elizabeth nè các bạn, đó, ôi man, ủa, cho con ngộ không nó tới 2-3 tuần với người ta, ghê hả, rồi con này con gì á, con này heo không biết các bạn ơi. Đó, trong đây nhìn được một số con thôi, một số con khác thì đang rồi ăn top 1 vẫn nhỉnh hơn nha. Nhưng mà con nghe ra nó đang bị chón rồi. Thầy tiếc ghê, chúng ta không được thấy con nghe ra rồi. À, top 1 này thì chắc là chỉ đi đánh với top 2 thôi chứ. Chết một con rồi. Wow, hai con rồi, ngộ không quá bá các bạn ơi. Bên kia chưa chết một con nào hết mà bên mình nó đi hai con rồi. Ây à, rồi nghe ra chuẩn bị đi nữa, máu tụt hơn nửa ống rồi các bạn ơi. Vâng vâng, còn nghe ra bên này hình như bị chón hơi nhiều luôn á, không đánh được luôn, mất tuôn rất nhiều luôn. Vâng, Elizabeth đó hồi sinh hả. Ngon. Ý, kết cổng đến từ thiên đường đâu ra vậy. Vâng vâng, một trận đấu rất là sôi động. Vâng, Elizabeth là một con tướng mà chúng ta không thể nào có thể bỏ qua được nha các bạn. Có thể triệu hồi được đồng đội về nha. Ôi. Wow, con nào vậy? Rồi, đi hết luôn. Ông top 2 quá trời bá rồi. Có khi nào mất top như chơi không ta? Wow. Elizabeth rồi, xong luôn. Bên này còn có 4 con. Elizabeth đang bị chón rồi các bạn ơi. Vâng, bên mình bị chón liên tục, không đánh được cái nào luôn. Rồi, đi hết cả đội hình. Không thể tái sinh, không thể triệu hồi luôn. Xong rồi, trận này đi rồi các bạn ơi. Em đi xa quá, đi hết luôn. Ghê thiệt chứ. Vâng, búp khiên luôn, rồi đi luôn. Bên mình không đánh được luôn. Đây, Hera không đánh được luôn. Ở bên này thì còn con Surrier hả, MBB luôn. Tí nữa là con ngộ không cái lụm được cái MBB rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi con Hody hả. Thì ra cái con ở giữa đó là Hody. Bây giờ chúng ta đến cái thông tin server trước khi tái đấu tập 2 nha các bạn. Đây, Elora Deus Open S4 19h ngày 1 tháng 10 2022. Game hệ bài BK, đồ gì BK heo lượt. Đội hình 6 tướng phiên bản bạo nộ xung thiên. Rất bạo nộ nha. Mát tướng 35 sao, level 6900, tăng chỉ số cơ bản tướng, tăng 25% bạo, 50% sát thương bạo kích, tăng tỷ lệ triệu hồi. Cập nhật tướng mới vào shop tiên tri, thêm tướng cộng đồ hiếm vào shop đấu trường, thêm vô số lần tạo mới shop cho shop yêu tinh từ 10 lên 200, tạo mới shop kỹ năng từ 20 lên 30, mát 20 sao, trang bị mát 20 sao, mát VIP 20 sao, mát trang bị hận 10 sao, thêm quà nhận được sau mỗi trận đấu thường ở đấu trường, hắn thua đều nhân 3, thêm quà map thử nghiệm vô tận, thử hách chung cộng thử hách 5 hệ, quà trong thưởng màng 5, 10, 15, 20 tới 900, quà khủng các map 600, 700, 800, 900, thêm quà map ngục tối ngay, thêm quà khi vượt tháp thí luyện, quà trong móc tháp 10, 20, 30 tới 900, thêm quà top đấu trường, quà ngày và quà tuần, thêm quà ở nhiệm vụ hàng ngày, thêm quà ở nhiệm vụ hành tích cá nhân, thử thách. Chú ý, rất nhiều hoạt động trong game đều có thêm kim cương. Mát bạc 4 tỷ 2, mát A-Zep anh hùng 4 tỷ 2. Link trang chủ nè, link tải game nè, copy link tải ra nếu web bấm không trực tiếp nè ha, link nhóm Zalo, hướng dẫn game nè ha, rồi cách nhận quà tân thủ nè ha, bấm vào cái quà 8 ngày sẽ được nhận nha các bạn.
Ngoài ra còn thêm code nè. Đó, nhập code tại web, tham gia event live share, nhận 5 triệu kim cương nữa nha các bạn ơi. Đó. Rồi chia sẻ bài viết 5 nhóm, 10 nhóm sẽ được nhận 5.000 tu web nữa nha các bạn. Này, vô mua skin Tôn Ngộ Không liền. Sự kiện server mới vượt ải vô tận 900 nhận 2 tỷ bạc. Sự kiện tháp hy luyện 900 nhận 2 tỷ bạc. Sự kiện vượt map cốt truyện nhận thêm 2 tỷ bạc nữa nha các bạn. Đó, tham gia hoạt động fan bay lên fan cứng nhận 5.000 vé may mắn nữa. Đó, bài viết đạt 100 like tất cả server nhận được 1 tỷ bạc. 200 like nhận được 1 tỷ bạc tiếp. 300 like 1 tỷ bạc và 500 triệu A-Ship anh hùng nha. Event hết hạn sau 5 ngày mở server. Đua top lực chiến thì top 1 10 triệu kim cương, 10 tỷ bạc, 2 tỷ A-Ship anh hùng, 200 rương vật liệu tự chọn, 1 bộ trang bị đỏ 20 sao, 4 món áo vũ khí giày mũ, 1 bộ trang bị thần trang 10 sao, loại phẩm chất tối cao ha. Đây, top nạp đồ luôn nè, rất nhiều luôn. Đó, chốt top S2 hả? Ok, ồ top 2 sao có ông này đây nữa. Ôi trời ơi, nó rất nhiều nha, code ngày nè ha, rất nhiều code luôn. Đó, ok, quay lại để báo hù cái nào. Quá ngon, tàu dứt mì tiếp. Đâu rồi, không. Đâu rồi, đây. Co tài liền, không thể nào mà để thua nó được các bạn à. Vâng, u đội hình này sao nhiều ông chơi quá vậy. Hai con tướng tăng, ba con ở giữa. Hay là do cách mình để kỹ năng ta. Cách mình để kỹ năng lúc nào mình cũng bị chón hết nè. Rồi, Ngộ Không lên. Rồi xong rồi, chón rồi. Vâng, chón rồi. Nhìn là thấy biết chón rồi, không ăn được. Ôi, Ngộ Không lên được 2 kill luôn hả. Thì giờ nếu bên mình không chón là bên nó chết đó. Nhưng mà con Hera của mình. Ây dù. Vâng, để coi trận này có thể ăn được nó không. À, không ăn thì để báo với chủ ạc để mà nâng lực chiến đồ lên chứ kiểu này là chắc mất top như chơi. Đó, ôi ôi, Ngộ Không của nó rất là rít đam nha các bạn ơi. Ôi, rít hết một nửa luôn, rồi đi luôn. Ôi ôi, con nào nổ máu vậy. Chết thiệt chứ. Ôi à. Nè, con giữa là con Hody nè, cũng tướng mới nè hả. Ôi, tính ra con Hera set gì nè. Surrier, đó là một trong những con mà chúng ta cần quan tâm nha. Nên nâng nha, bàn cổ cũng là ghê gớm nha. Ủa, hồi nãy đội hình mình hình như là có ra trận con bàn cổ mà ta. Giờ đội hình hình như là nó sai à. Thấy không? Coi lại coi, từ từ. Video tay đôi sẽ hot, ok. Thôi, để báo với admin lại lọc. Để báo với chủ à. Chưa đánh chí mạng được không chết luôn nè. Nó không mất máu mà làm sao mà mình thắng được các bạn. Ây à. Hao mấy để top nó sai ta. Cái vậy là ăn không nổi rồi. Ôi rồi ôi. Có khi nào ông top 1 ngủ quên trong chiến thắng rồi ông top 2 chuẩn bị lên thế không? Chắc cũng dám lắm à. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và cũng cảm ơn chủ Milim Nava nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.